và các bạn lời chúc mừng sức khỏe dồi dào, trân trọng nhất. Cả có mặt trong hội trường Ủy ban nhân dân phường Tam Quan tối hôm nay, lời đầu tiên cho phép Minh Sơn Chi Dung gửi tới quý vị và các bạn lời chúc mừng sức khỏe dồi dào, trân trọng nhất. Thái Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ